Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series Pokemon Quest. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của đám Pokemon này. Thì lần trước thì chúng ta đã mở được một con rare, đó chính là Electabuzz. Thì hôm nay thì chúng ta đã dụ được một con nữa là con sứa. Chúng ta đã dụ được một con sứa Tentacool. Con này thì level 13. Nó khỏe vãi xoài. Slug Bomb này, thì mình sẽ add con này vào đây nhá. Mình sẽ thay con Voltorb bằng con Slug. Slug. Đó. Bây giờ mình sẽ add ngọc cho nó. Add ngọc cho con này. Con này cũng hai máu này thì lấy của con Voltorb này. Con Voltorb thôi. Đó. Còn một ngọc tấn công chắc để 79. Đấy, em nó lên ngay Poison Bomb. Rồi, Tentacool thì trong khi chờ đợi thì mình lại ấp trứng thôi. À quên, mình lại nấu ruốc để đợi Pokemon đến thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào lấy cái ticket. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ra khám phá nhá. Ok, 1.500 trước anh em nhá. Ok, thử Slug Bomb nhá. Slug Bomb. Ui, nổ kiểu vách cứ... Thunder. Ôi Thunder xịt rồi. Slug Bomb hay phết. Rồi chúng ta đi tìm thằng tiếp theo. We are surrender. Chuẩn này bị làm sao ấy. Từ auto mà để xem nó Thunder mà nó Thunder có đẹp hơn không. Chứ mình Thunder toàn cùi bắp này. À bọn Pokemon kia đâu. Đây. Chúng nó kia. Thằng kia Thunder xem nào. Thunder đi. Thunder. Ui nó dùng Electro Web. Nó dùng mạng nhện. Thunder. Ui mẹ ơi nó toàn dùng Electro Web thôi. Cái Thunder đi đâu ấy. Hơi khó dùng một tí. Mình phải chỉnh lại con này mới được. Con này Thunder hơi khó dùng. Hình như là mình giữ thì phải. Con bốt cả. Đấy, con bốt là con này thì dùng trường hỏa của con này rất là ok thôi. Đó, Slug Bomb này. Bomb to vãi cứt. Cái gì rồi. Không phải là dùng cái đâu anh em ạ. Không phải bấm đâu mà mình vẫn chưa khám phá được cái công năng của cái Thunder này. Lại giật đi đâu rồi kìa. How to dùng Thunder. Ôi, mình được một viên Rare. A hi hi. Này level 9 rồi, con này level 9 rồi này. Ngon, có tấn công rồi. Yeah, được một viên Rare này, hi hi. Ơ nhưng mà tại sao cái Thunder khó dùng vậy ta? Vì mẹ gì đây? Cái Thunder hơi khó dùng. Mẹ. Ôi không được. Chiu chiu chiu. Con này hơi khó dùng cái Thunder ấy, không hiểu tại sao luôn. Mình cũng hơi khó hiểu. Decoration này. Chuột. Ok. Mình được một cái decoration expedition bonus. Tại sao con Electabuzz này nó không ấy được ấy ta?
Xem nào. You strike the arena front of itself with a lightning bolt. Mẹ. Chọn mình 9 này. Đam này 600 mà phải cứt. Con chairman này thì sao? 5 máu. Máu thì lấy của con đây 120. Ok. Con sứa thì sẽ lắp đam cho nó. Time to recover. Ok. Tại sao mình không ấy được ta? Quest. Mình lại nhận được cái ticket này. Nhiều quá. Nhiều ấy. Full energy rồi kìa. Ok. Ai giời ơi, chúng ta lại giàu rồi. Nào, nấu nốt đi. Dụ được con gì đây? Con hàu hay sao ạ? Ờ đúng con hàu thật. Hàu level 7. Con hàu level 7. 2000 rồi, kinh không? Thôi mình không cho được cái này vào này. Ok, mình sẽ mua cho đi ra dùng gì đấy. Decoration thế nào. Mình cần rơi ra cái gì nhỉ? Gray 500 này. Chemende flag này. Mèo balloon. Squirrel flag. Cheriza tat. Mình cũng không biết là phải mua cái gì. Thôi cứ mua Cheriza tat nhá. Hay cứ để đấy để anh em bình luận nào. Mình không biết cái này là cái gì, thôi đánh tiếp nào. Con Electabuzz mình cũng không hiểu tại sao cái skin của Electabuzz nó không dùng được. Con nó steam này. Không hiểu tại sao cái Electabuzz skin lightning của thằng Electabuzz nó bị làm sao ấy. Đấy lại đi đâu rồi? Quả gì đấy? Kiểu random ấy. Đấy, định mệnh. Kiểu đứng gần mới được hay sao ấy. Mà mình thấy nó cứ hư cấu kiểu gì anh em ạ. Bọn kia đâu rồi? Wild Pokemon. Đấy, cũng không được luôn. Đấy, kiểu thỉnh thoảng mới được thôi. Thỉnh thoảng nó mới giật đúng đúng người, đúng thời điểm. Điều vậy. Kiểu đúng người, đúng thời điểm ấy. Nó rất là lâu. Đây, con này. Con nấm này thì chắc là dùng lửa thôi. Bà đã xét. Đấy. Thỉnh thoảng mới được. Ôi chì. Squat nó đi. Lại đi đâu rồi? Cái Thunder đi đâu ấy? Lại Thunder. Ủa mày, được được được, quả Thunder này thì được. Vì thằng Chemenel đẩy con cua ra. Hợp lý. Ấy, được cái hỏi chấm rồi, chấm rồi, chấm rồi. Trái tim. Ok, chúng ta là Electabuzz lên level 10 rồi, chúng ta lại mở được
Study Stone, Crystal Heat Rate, Time to Recover. Chúng ta được 3 cái magma này. Tiếp tục thôi. Boss 2001 này. Bonus tip Fire. Fire thì phải dùng hệ nước à? Mình cũng không hiểu tại sao mà con cái Thunder của con này bị dở hơi như nào ấy. Không hiểu lắm. Đấy, định mệnh. Ôi lại thế nữa rồi. Cái thằng nào đi đéo đâu. Cái quả thằng nào vừa rồi thì ngon. Lại Thunder đi đâu rồi, thằng điên này. Đấy thì chúng này. Thunder đi đâu, ui phí mana vãi. Giờ hơi. Này dầm dớ vãi anh em ạ. Mình phải để một khoảng cách đủ xa ấy. Đấy lại đi đâu rồi? Bọn trứng nhá. Đấy. Thế thì lại hay thế cơ. Nực cười. À thằng đờ đấy cụ. Úi giời ơi. Đấy, tuyệt vời quá. Có phải giật trước. Con bướm này. Con bướm này sợ lửa đấy. Fly Swing, này ăn đi. Giật điện này, Fire Sprint, Super Bomb. Nổ chưa rồi, bây giờ là con boss. Úi dồi, ăn nguyên cả cái đám kia nhỉ, úi dồi. Làm sao. Lửa nữa nè. Giật điện. Trời ơi, quả Thunder quá đẹp luôn. Đẹp trai đến từ anh Alex Tabus. Hi hi. Ngon rồi, ăn bốt rồi. Con này lên lên vòng 10 luôn này. Thằng này thì sao? Attack cộng 144 này. Thế là thằng Alex Tabus lại có attack rồi. Power Stone mạnh vãi. Rồi chúng ta đã có một cái decoration. Hi hi. Xong. Nó mọc lên một cái mới bây giờ ấy mà. Về base cam nè, backup đã, backup dữ liệu đã không lại mất. Vào base cam nè. Ở được một cái Scatter Stone này. Không thấy cái tiến hóa nhỉ. Ok, chúng ta sẽ edit team để vào con Alex Tabut. Đó, 144 đây. Toàn cái lợi thôi. Mình để cho thằng này đi. Thằng tên ta cun. Đó. Máu. Máu 87 cho vào đây. Hết rồi. 109 đây. Sang Chemende xem nào.
cũng hết rồi. Ta cho xuống rác mà. Ấy! Mẹ! Nhầm nhầm nhầm, xin lỗi trên bên này nha. Hi hi. Có lại đẹp trai ngay. Rồi! Rồi, chúng ta kết thúc clip tại đây thôi. Ui, đông quá! Cả làng cả tổng. Cả làng cả tổng, đông quá các em ơi. Chúng ta có một cái spring shower status ở đây, ok. Không biết gì nhưng mà thôi, mình cứ mua cái decoration liên quan đến con Charizard đi. Màu balloon này. Bốn trăm rưỡi. Mua con bò là không. Gray thôi, mua Charizard đi. Ok. Vậy. Tượng Charizard Touch. Nó nằm ngoài cơ. Hi hi. Rồi. Đẹp vậy. Kiểu cái kem của mình nó rất buồn cười ấy. Ok. Chúng ta sẽ đợi lần đấu suất tiếp theo vậy. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các anh em trong những video lần sau nhé. Bye bye.